Đục rất có hồn luôn, nhìn thấy thân thể này. Tuy nhiên là mức giá nó sẽ chênh nhau 1 triệu. Quý vị nhìn phần đế là đã thấy là hai mẫu rồi, nó khác nhau hoàn toàn. Cũng như là làm tốn gỗ, tốn công hơn rất là nhiều. Vâng, cơ sở gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Trong buổi chiều này, ngày hôm nay, những ngày tháng 8 năm 2021 thì bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám là có dựng lên một loạt các mẫu đồng hồ cây phòng khách rất là đẹp luôn các bác nhé. Mẫu rất là đẹp luôn, toàn những cái mẫu mà bán chạy nhất trên hiện nay trên thị trường thôi. Đây. Bao gồm 5 chiếc đồng hồ các bác ạ, 5 chiếc đồng hồ với các mẫu mã, kiểu dáng cũng như là kích thước khác nhau. Thì hôm nay em sẽ quay giới thiệu chi tiết cho các bác cũng như là báo giá cho các bác từng mẫu đồng hồ hiện đang có tại bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Đây, 5 mẫu đồng hồ đây. Trước tiên, phía bên này, đây là một chiếc đồng hồ cổ tiên. Chiếc đồng hồ cổ tiên có kích thước cao là 2m2. Kích thước là cao 2m2 các bác nhé. Kích thước cao 1m2, sử dụng chất liệu gỗ gõ đỏ và bao gồm có 3 tượng. Một tượng lớn là tượng cổ tiên đây. Một tượng lớn cổ tiên này. Đây quý vị nhìn này, đục cổ tiên này. Đây, đục cổ tiên rất có hồn này, nhìn này, quý vị này. Đục rất có hồn luôn, nhìn thấy thân thể này, rất là đẹp luôn nhá. Và bao gồm 3 tượng nhỏ. Một tượng nhỏ phía dưới, 2 tượng nhỏ phía trên. Mặt đồng hồ là đục hoa hồng. Đấy. Hiện tại chiếc này bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám đang bán với mức giá là 11 triệu. 11 triệu cho một chiếc đồng hồ cổ tiên chất liệu gỗ gõ đỏ. Đây. Quay tổng thể đây, đó một chiếc đồng hồ gỗ đỏ. Giá 11 triệu. Tiếp theo, phía bên này, một chiếc đồng hồ tứ trụ. Một chiếc đồng hồ tứ trụ. Chiếc đồng hồ tứ trụ này sử dụng là chất liệu gỗ hương đá. Chất liệu gỗ hương đá. Và đục theo mẫu là mẫu đồng hồ tứ trụ. Rất là đẹp. Gỗ hương đá, vân gỗ tự nhiên. Vân gỗ hương đá rất là đẹp các bác nhé. Đây. Chiếc này có kích thước là cao 2m3. Và hiện tại bên xưởng đang bán chiếc đồng hồ này với mức giá là 11 triệu 500. 11 triệu 500. Chiếc này là gỗ hương đá nha. Hàng rất là đẹp. Tổng thể. Tiếp theo, chiếc bên này. Tương tự chiếc bên này cũng có kích thước là cao 2m3. Chất liệu gỗ gõ đỏ. Đó, thì xưởng đang bán với mức giá là 10 triệu 500. Hai chiếc này thì y hệt nhau về mẫu mã các bác nhé. Khác nhau một vài chi tiết nhỏ thôi, không đáng kể. Tuy nhiên là mức giá nó sẽ chênh nhau 1 triệu. Chiếc này là 11 triệu 500, chiếc này là 10 triệu 500 này. Đây. Đó, chiếc này gỗ hương, chiếc này gỗ gõ đỏ. Đấy, hai chất liệu gỗ khác nhau, chênh nhau 1 triệu. Đấy, còn về hình dáng, kiểu dáng, mẫu mã thì không khác nhau nhiều lắm. Đấy. Tiếp theo, đến bên chiếc này. Chiếc này là một chiếc hàng VIP các bạn ạ. Một chiếc đồng hồ hàng VIP. Đây, nó VIP ở chỗ nào thì em sẽ giới thiệu cho các bác xem. Đây. Đây các bác nha. Đây để em đứng gần chiếc gõ đỏ cho các bác so sánh này. Đây, chiếc này nó đục cầu kỳ, đục chi tiết hơn. Đây, đục cầu kỳ, đục chi tiết hơn. Đây, cụ thể như là những cái phần này là bên em là đục xoài hết này. Đục xoài hết này. Bên này để trơn này. Đó, bên này để trơn này. Những cái phần đế của nó này. Phần đế của nó là đế vát. Đế vát làm cong rất là đẹp. Bên này là đế ghép vuông. Đó. Quý vị nhìn cái phần đế này nhá. Quý vị nhìn phần đế là đã thấy là hai mẫu rồi, nó khác nhau hoàn toàn. Cũng như là làm tốn gỗ, tốn công hơn rất là nhiều. Đấy, làm tốn gỗ, tốn công hơn rất là nhiều. Đây, em quay chi tiết cho quý vị xem chiếc đồng hồ VIP gỗ mun đuôi câu. Đây. Quý vị này nhìn này. Với gòn đồng các thứ này. Đẹp vô cùng luôn, quý vị nhìn bên ngoài thì đẹp vô cùng luôn. Chiếc này mà để vào phòng khách thì không còn gì phải chê được. Chiếc này thì có kích thước là cao 2m3. Và hiện tại bên xưởng nó bán mức giá là 12 triệu 500. 12 triệu 500. Hàng rất là đẹp. Kích thước cao 2m3. 12 triệu 500. Đấy. Hàng VIP luôn, đồng hồ vát luôn. Chiếc này là làm cầu kỳ nhất trong số 3 chiếc đồng hồ này. Chiếc này làm hồng phủ đế là đế cong. Đế vát này các bác này. Đấy, đế vát này cũng như cái đường nét hoa văn cũng như là làm cầu kỳ tốn công. Và chất liệu gỗ mun đuôi công thì rất là tốt các bạn. Chất liệu gỗ mun đuôi công này có tính cày nên là những cái chống cong vênh mối mọt rất là tốt luôn. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Đây. Đó. Tiếp theo, phía bên ngoài cùng này là một chiếc đồng hồ rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Chiếc đồng hồ này có kích thước là 1m8. Kích thước là 1m8, chúng ta gọi là đồng hồ hoa lan tây. Thì hiện tại chiếc này chúng tôi chưa lắp máy mà chưa lắp chuông.
Chiếc này hiện tại đang bán với mức giá rất là hợp lý, chỉ với 7 triệu đồng thôi quý vị ạ. Chỉ với 7 triệu 500 đồng quý vị nhé. 7 triệu 500 đồng cho một chiếc đồng hồ hoa lan tây. Giá rất là bình dân. Giá rất là bình dân. Quý vị có thể sở hữu một chiếc đồng hồ kê trong góc phòng khách. Đây quý vị này. Một lần nữa em lại quay lại tổng thể của 5 mẫu đồng hồ cây hiện tại đang bán rất chạy bên xưởng Gỗ Tùng Tám nhé. Quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên xưởng đây. Bên em sẽ bao vận chuyển miễn phí 50 km. Đó quý vị, 5 mẫu đồng hồ sẽ làm nổi bật cái không gian phòng khách quý vị, cho cái không gian phòng khách nhà chúng ta thêm sang trọng, cũng như là chúng ta có thể xem giờ và đến giờ nó đánh chuông. Đấy. Biết chúng ta rất là hay. Ok, xin chào tất cả mọi người nhé.